Chào đại chúng. Thì trong cái loạt kinh tiếp theo này thì không có cần giải thích nhiều, là bởi vì bà con hoàn toàn có thể tự hiểu được. Chỉ có một vài cái ghi chú nhỏ thôi. Ví dụ như là kinh Mật Pháp á, thì Đức Phật dạy rằng có những cái lý do mà khiến cho cái chánh pháp ở đây ngày Minh Châu thì là diệu pháp, nhưng mà mình phải hiểu chữ sách thâm á, nó gọi chung chỉ là chánh pháp, tức là lời Phật ấy. Lời Phật bị biến mất thì bữa hổm tôi có giải thích rồi. Biến mất ở đây không có phải là những cái lời dạy của ngài nó chỉ có giá trị đến đó rồi hết, không phải, mà biến mất đây có nghĩa là không còn được ai biết tới, không còn được ai biết tới. Có nghĩa là những cái công thức, những nguyên tắc đó muôn đời vạn đại thiên thu đó là như vậy đây. Nhưng mà khi còn có người học kỹ, nhớ kỹ, hiểu đúng, làm đúng thì cái giáo pháp của ngài còn được biết đến ở đây. Nhưng mà sẽ có một ngày mà kinh Phật là dầu cho tam tạng còn nguyên vẹn đó, còn nguyên vẹn trên internet hay là trên những bản in giấy đó, thì cũng không còn người biết tới ý nghĩa bên trong đó nữa. Thí dụ như là một cái câu nhẹ nhàng là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ thì đã đoạn tận, tương lai là chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Cái này nếu mà không có được học Phật pháp đó, thì họ không hiểu câu nói cái gì hơn. Đó là nhẹ. Còn trong kinh nói thêm một chuyện nữa mà mình hoàn toàn có thể kiểm chứng được, chứ không phải là kinh nói chuyện trên trời. Trong kinh nói, trong chú giải tiểu bộ á, tiểu bộ và trường bộ á, nói rằng trước hết trong ba tạng á, trước hết là cái A Tỳ Đàm mất trước. A Tỳ Đàm mất trước, mất có nghĩa là cái số người mà hiểu được càng lúc càng ít dần. Và trong số người hiểu được đó đó thì cái số, trong cái số hiểu được đó là cái số mà có thể đem đi dạy cho người khác đó, ít nữa. Cái số mà thông thạo đó là khác, là cái số đã hiếm rồi. Mà trong cái số giỏi mà có khả năng đi truyền đạt cho người khác đó, một cách sáng sủa mạch lạc, thì lại còn hiếm nữa. Cứ như vậy đó, bây giờ mình thấy rõ ràng đó là Phật tử Việt Nam cũng ít nhất cũng phải là 30 triệu. Đó là tôi nói một số khiêm tốn, ít nhất là 30 triệu người Việt Nam là Phật tử. Mà trong đó thành phần tinh hoa đó thì mình cho là 1% đi, 1% đây, 1% của 30 triệu ha. Thì hỏi chứ trong cái số mà tinh hoa đó, tinh hoa đây có nghĩa là có sư phụ giỏi, rồi bản thân cũng một chịu bỏ thời giờ nghiên cứu, lắng nghe, ghi chép rồi đó. Tôi gọi là phần tinh hoa đó, tinh hoa của 30 triệu Phật tử. Dân số Việt Nam là 100, thì bây giờ mình lấy trong đó chỉ có 30 triệu là Phật tử, và tinh hoa của 30 triệu đó mình chỉ lấy có 1% thôi. Thì mình tưởng tượng có bao nhiêu người mà biết cái A Tỳ Đàm là cái gì, biết cái kiểu mà 13, 14, 18, 35 thì cái kiểu biết là kiểu biết của học sinh tiểu học, không? Còn cái kiểu biết mà vì đâu mà Đức Phật thuyết cái tạng đó nội dung là gì, có cái mối tương quan nào với hai tạng còn lại, và cái tầm quan trọng của tạng A Tỳ Đàm đối với cái chuyện mà tu tập tuệ quán, đối với cái trí tuệ nhận thức giáo pháp của người Phật tử ra sao, thì cái phần này thì tôi cho rằng cực hiếm. Học thì có thể kể rõ rõ đó, 15, 18, 23 kể rõ rõ đó, nhưng mà hỏi họ chỉ có mối tương quan nào giữa tạng A Tỳ Đàm và hai tạng còn lại, có cái mối tương quan nào giữa hành và học, có cái mối tương quan nào giữa mấy con số 18, 25, 41 đó với cái nhận thức giáo pháp, thì tôi nghĩ rằng rất khó, rất khó. Rồi, cho nên đầu tiên là mình thấy tạng A Tỳ Đàm mất trước. Rồi qua tới tạng kinh, thì những cái bài kinh nào mà có cái nội dung mà nó có dính líu tới A Tỳ Đàm là mất tiếp theo. Thí dụ như là kinh Phạm Võng,
Trên vọng vọng, nếu mà một người mù tịch về A Tỳ Đàm thì tôi đoan chắc 1000% là không có giải thích được cái kinh vọng vọng. Mở ra thì thấy không có mấy con số 15, 18, 23 đúng. Nhưng mà nếu mù tịch về A Tỳ Đàm thì không hiểu được kinh vọng vọng. Thế là đầu tiên là tạng A Tỳ Đàm mất trước, và tiếp theo đó là những cái phần kinh tạng nào mà ý nghĩa uyên áo thâm sâu mà có liên hệ ra thì đàm, cần phải có A Tỳ Đàm mới hiểu được đó. Tiếp theo là mất, mất lại nghĩa là mở ra cái người ta dội, người ta tái mặt, người ta đẩy qua qua bên, rồi mất từ từ coi như mất hết tặng kinh, chỉ còn là có mấy câu chuyện bổn sanh thôi. Kiếp trước Bồ Tát làm gì đó, rồi mình bố thí, mình được giàu, mình sát sanh, mình bị yểu mệnh, vân vân, chỉ còn là mấy câu chuyện không, mà câu chuyện mà mang cái tính răn đời, chuyện cổ tích. Còn tặng luật thì coi như là luật tỳ kheo, gồm có 227 mà bị mòn, đấy nghĩa là cái số người, cái số tỳ kheo mà nghiêm trì ít dần đi, ít đến mức cuối cùng chỉ còn là cái 17 cái trọng giới thôi. 17 tức là bốn cái đại trọng và 13 cái trọng giới, gom chung là 17, không? Và cũng từ từ cuối cùng chỉ còn lại có bốn cái trọng giới, tức là 227 mà chỉ còn là cái bốn trọng giới thôi. Và lúc đó thì không còn y áo nữa, mà chỉ ăn mặc như người đời đó, rồi có cái miếng vải vàng cột ở cổ, giống như là linh mục bên Cơ Đốc mà người ta có cái miếng vải trắng mà người ta để ở cổ áo đó. Thì sao đẹp bên Phật giáo mình đó là khoảng khi Phật giáo gần mất thì có miếng vải vàng đeo cổ, thì ta nhìn ta biết đó là sư Phật giáo. Mà lúc đó đi bát không có đi ôm cái bình bát nhỏ nhỏ như mình bây giờ, mà lúc đó đi bằng cái đòn gánh cho nó nhiều, thì có thể mình đi một bữa mình về mình ăn cả tuần, không? Đi một bữa ăn cả tuần, đi bằng cái đòn gánh. Gánh ai có gạo muối bánh trái gì cứ bỏ vô đôi gánh về, mà cổ còn cái miếng vải vàng vậy đó. Còn kinh điển là hoàn toàn mù tịt, chỉ biết là tôi thờ Phật và tôi giữ đúng bốn cái trọng giới này thôi, bốn trọng giới đó thôi. Tuy nhiên trong kinh nói nếu mà một cái vị sư thời đó đó mà giữ được bốn trọng giới đó thì vẫn được xem là phước điền cho chúng sinh, nhớ nha. Phước điền chúng sinh thì cái từ để gọi cho cái vị đó gọi là Gotrafu. Gotrafu có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là cái người mà sắp sửa chứng thánh gọi là Gotrafu. Cái hạng thứ hai nữa nó là cái người mà gọi là chỉ còn sa môn mấy chục phần trăm thôi đó, thì cũng gọi là Gotrafu nha. Càng lúc cái nghĩa nó càng buồn dần. Rồi. Cho nên nãy giờ tôi định nghĩa cái chữ biến mất là vậy đó, biến mất có nghĩa là không được biết đến, chứ không phải là những cái giá trị lời Phật lúc dày lúc khác, không phải. Giống như tôi nói, giống như những công thức, những nguyên tắc khoa học vậy đó. Thì khi nào có văn minh thì ta biết tới, còn biết thì thôi, mấy cái đó nó chìm sâu ở trong cái bóng đêm mông muội bán khai. Nhưng mà không phải nói vậy là nó mất, nó vẫn luôn luôn có giá trị 2 hay là 4, nhớ không? Rồi. Thì ở đây nó có, ở đây ngày dạy đó là có những cái lý do khiến cho Phật pháp bị mất. Một là không có cẩn trọng, cẩn trọng hơn pháp, còn có cẩn trọng ghi nhớ, không có cẩn trọng gọi là thọ trì, rồi không có cẩn trọng gọi là quan sát tìm hiểu ý nghĩa, mà sau khi đó lại có biết được chút đỉnh thì cũng không có cẩn trọng hành trì, không cẩn trọng hành trì. Thì mình nói sao bà con biết rồi nha, con cẩn trọng nghe pháp nghĩa là tùy duyên. Mình thấy đa phần Phật tử mình bây giờ vô chùa cái ngày lễ dân y chẳng hạn, đúng là cái phần quan trọng nhất là cái phần mà mình nghe pháp nhất là nghe pháp, là nhì mình là cái phần trai tăng. Mà trai làm sao, trai có nghĩa là mình có hồn chút ít, rồi cái mình nhìn thấy chư tăng dùng ngọ đó hồng chút ít củ sắn củ khoai, rồi mình nhìn thì mình chư tăng đang dùng, biết là chư tăng dùng cái đó để mình có cái sức khỏe tu tập duy trì chánh pháp. Nghĩ như vậy đó. Thì một là nghe pháp, tiếp theo là mình vậy đó, cúng chút ít gì đó rồi nhìn mình chư tăng ăn đó. Hai cái đó là cái quan trọng nhất. Một là nghe pháp nha, một là nghe pháp, hai là để tăng, mình để tăng cách vậy đó. Chứ phải là mình phải đợi cái đại thí chủ mình bao hết cái bữa nó mới gọi là phước nhiều, thì nó trật, nghĩ là nghĩ trật nha. Mà trong khi đó mình lại không có cẩn trọng nghe pháp, nghĩa là sao? Có nghĩa là không xem cái chuyện nghe pháp là quan trọng, không xem cái chuyện nghe pháp quan trọng. Và khi ngồi nghe đó
thì chat gọi là khiều người này khiều người kia kế bên nói chuyện trao đổi bàn về tượng Phật, bàn về mấy cái bông, mấy cái giò lan ở trên bàn thờ, khiều chỉ người này chỉ người kia, rồi lâu lâu cái nghe là chút đỉnh, ông sư cũng nói lâu lâu lọt người ta chút đỉnh, rồi bắt đầu ngồi nghe cái kiểu mà ậu ơ ví dầu mày đó, là không có nghe một cách là cẩn trọng như vậy, không có tập trung này. Và thứ hai đó là không có cẩn trọng ghi nhớ, nó nghe là ôi thì mấy nẹp nó cứ nói hoài à, mấy nẹp nói hoài thì bây giờ muốn nhớ cũng nhớ nữa, nghĩ vậy đó rồi làm lờ luôn. Nhớ nha. Không có có trận. Rồi cái thọ trì là sao, biết ghi nhận cái gì là quan trọng, cái gì là không quan trọng. À không biết, không có ghi nhận, không có ghi nhận, không lưu, không có lưu lưu tâm á, không có lưu tâm, không có thu vén cái gì sắp xếp nào nào nào, không, không thèm. Ví dụ như cái ý nghĩa của lễ dân nghi Katina gồm 3 điều, 6 điều, 8 điều gì đó mà mình không có biết sắp xếp để mà mình ghi nhớ là không kéo thọ trì. Rồi cái nữa là không có tập trung để mà suy xét ý nghĩa. Có nghĩa là cái nào hiểu được hiểu cũng hiểu lầm lơ, mà chưa kể mình hiểu sai nữa. Chưa kể hiểu sai. Và chưa kể có cái chuyện này nữa này, là không phải tất cả những gì mà ông sư cũng nói ra là mình cứ nuốt ực, cái đó là không có đúng, không? Bởi vì mình phải nhớ biết một chuyện, trình độ có khác, nhận thức có khác. Dầu cho hai ông tăng học cùng một trường lớp với nhau, một thầy, một lớp, một trường, một khóa, ra trường chung một ngày, học cùng chung 8 bộ kinh giống nhau, nhưng mà khi thuyết giảng ít nhiều mỗi ông cũng có chèn nhét trong đó một mớ cái gọi là cái tư kiến, cái nhận thức bản thân này, cho nên mình phải cẩn thận, hết đó. Không cách gì hết chứ. Ngay cả thánh kìa, thánh mà cái vị thánh mà trước khi chứng đó, nghiêng về cái gì thì khi chứng rồi đó, vẫn thuyết đúng y chang mới trật, nhưng mà cái khuynh hướng tâm lý đó, thích nói nhiều về giới, có vị nói nhiều về định, có vị nói nhiều về tuệ đó. Mặc dù cả ba vị đều giảng là tam học hết rồi, nhưng có vị nói nhiều về giới, nói rất kỹ, rất sâu, rất rộng, rất chi tiết này. Còn có vị về định thì nói rất kỹ, rất sâu, rất rộng, rất chi tiết. Còn có vị ưu tiên cho tệ tuệ, nói rất kỹ, rất sâu, rất rộng, rất chi tiết này. Cái khuynh hướng rồi cái ví dụ, cái hình ảnh ẩn dụ mà trong lúc thuyết giảng thì ba vị dùng khác nhau. Vì nặng về cái gì, khuynh hướng tâm lý nặng về gì, chỉ trừ cái vị chánh đẳng giác, trừ ra vị chính đẳng giác là không có một ngày không có dựa trên một nền tảng nào đặc biệt hết, mà ngày nhìn vào chúng sanh, nhìn vào cái người ngồi trước mặt ngài đó, họ cần được nghe cái ví dụ như thế nào thì ngài lựa cái ví dụ mà hợp với cái tạng phủ của họ ngài nói đấy. Còn ngoài ngài ra thì tất cả với các vị còn lại từ ngài sẽ la phất đổ xuống thì có suy xét, có đối tượng, có chắc chắn là có các bậc đại trí mà, nhưng mà trên căn bản vẫn là dựa trên bản thân mình trước, Chẳng hạn như các vị cũng nghi ngờ tôi thì các vị coi trong kinh Brahma Vú, coi kinh Brahma Vú thì sẽ hiểu, nhất là đặc biệt coi cái chú giải của kinh Brahma Vú trong trường bộ ấy, thì ở trung bộ ấy, thì mới hiểu cái điều tôi vừa nói. Ngay cả ngài Sa La Phất ngài cũng có những hạn chế của ngài, cho nên phải cẩn trọng, mình cần nghe giảng phải cẩn trọng suy tư, chứ không phải mình đổ hết cho thầy, cắm đầu cắm cổ thờ thầy, gặp thầy ok thì em nói gì, gặp thầy mà cũng hơi thiếu ok một chút là cũng mập mình. Mà cái bậy nhất là dầu ổng ok cách mấy nhưng mà mình đi mình khiêng hết của anh ta về làm của mình là trật, không? Quý vị có là tỷ phú đi nữa, quý vị có kêu tôi tới quý vị cho đồ thì chắc quý vị biết mà, tôi cũng phải lựa cái tôi khiêng, không? Chứ tự nhiên vô tôi tháo ba cái đồ trong nhà người ta cái gì tôi cũng tháo rồi quý vị nghĩ tôi đâu có được đúng không? Quý vị là tỷ phú nha, quý vị tỷ phú trong nhà quý vị toàn đồ cổ đồ xịn đâu, nhưng mà tôi dám hứa là tôi tới đó tôi lấy tôi có lựa. Lựa cái gì? Một là tôi chẳng chú ý tới cái gì. Tôi thích cái đồ đắt tiền, tôi thích cái đồ cổ, tôi thích cái gì nó đẹp. Một là đẹp, hai là đắt, không? Ba là cái ý nghĩa. Ví dụ như vậy tôi chú ý cái gì tôi khiêng, chứ đâu có lý nào tôi lại dọn sạch ở đây cũng vậy. Mình đến mình học thầy là mình chỉ ông thầy là ổng giảng cái riêng của ổng, mà riêng mình cho mình ghi nhận, mình ghi nhận cái riêng, cái ghi nhận theo cái nhu cầu của mình. Nó khổ vậy đó. Cho nên nghe một cách cẩn trọng, ghi nhớ cũng cẩn trọng, chứ còn nhớ mà râu ông này cắm cằm bà kia không có biết là sắp xếp phân loại để mà ghi nhớ, không có suy tư, rồi cuối cùng cho dầu có giỏi bằng trời nhưng mà không có đưa vào ứng dụng. Như tôi nói rất là nhiều lần, chỉ có học
giáo lý mà không có đưa vào vào hành trì thì tới 3.500 kiếp mình cũng không bao giờ hiểu được cái ý nghĩa, cái giá trị, cái lợi ích của chánh niệm. Mình không hiểu tại sao mà cái chánh niệm được Đức Phật ngày 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 đặt lên một cái vị trí và nó là số một như vậy, cái đời sống chánh niệm mình không bao giờ. Và tôi nói rất là nhiều lần, có học mà không đưa vào vào trong cái hành trì thì tới chết đi nữa 3.000 kiếp mình cũng không bao giờ hiểu được rằng cái đời sống chánh niệm nó là cái quyền lợi. Tôi hay nói cái chữ quyền lợi và cái sự hưởng thụ của người tu, chứ nó không còn là công phu nữa. Ngày nào mà mình còn thấy cái chuyện theo dõi hơi thở, theo dõi từng cử chỉ sinh hoạt, từng động tác sinh hoạt, ngày nào mình thấy từng đời sống chánh niệm trong thân tâm mà nó còn là công phu để mình cố gắng thì chưa. Mà phải có đến một ngày mình thấy những cái chánh niệm đó này, những cái tỉnh giác đó, đó là cái sự hưởng thụ. Đấy, nó sự hưởng thụ, tức là mình thấy thật sự mình được an lạc khi mình sống với chánh niệm, khi mình sống trong sự tỉnh thức. Mình thấy cái chuyện mà ngồi xuống một cái, nằm xuống một cái là chánh niệm đối với thân, đối với tâm liền, và mình thấy đó là hơi thở, cái hạnh phúc của mình, cái an lạc mình nó đến trong từng phút. Thì lúc đó tôi nhắc lại, không phải mình tu để tìm hạnh phúc, đó sai nha, không phải nha, nhưng mà tôi muốn nói là mình thấy rằng cái đời sống chánh niệm là một cái đời sống vừa an toàn vừa an lạc vừa lợi ích. Đấy, thì chỉ có cái hành trì đó thì mình mới có thể gọi là thấm thía là Phật đến mức đó. Chứ còn nếu mà chỉ hiểu nghĩa xung xuông như sư phụ giảng, như trong kinh ghi chép thì không có cách chi mình hiểu được ý nghĩa của cái chánh niệm, đời sống chánh niệm nó đặc biệt đến mức nào. Giống như mình không có tập luyện thể thao, không có ăn kiêng thì ngàn kiếp mình không bao giờ mình biết được làm sao mà có được một cơ thể khỏe mạnh. Không tập luyện, không ăn kiêng thì làm sao có thể khỏe mạnh. Và mình cũng không bao giờ tưởng tượng được rằng có một cái khác biệt rất rất lớn giữa một người có một cơ thể khỏe mạnh và một người có một cơ thể là phục phịch, nặng nề, bệnh hoạn. Mình không, ví dụ mình bao nhiêu năm nay là mình rất là nặng nề, mình cứ phục phịch, bao nhiêu năm nay mình cứ đứng lên ngồi xuống rất là khó khăn, và cái chuyện đó đã quen rồi. Cho nên mình nếu mà không có thực tập nhẹ, không có thực tập thì không cách chi mình hiểu được hai chuyện sau đây. Chuyện thứ nhất là có một khác biệt rất lớn giữa một người có cơ thể khỏe mạnh và một người có một cái cơ thể bệnh tật đó. Và cái điều thứ hai nữa, mình cũng nếu mình không có thực tập hành trì, không có ăn kiêng, không có thể thao thì mình cũng không hiểu được điều thứ hai. Mình không bao giờ mình tin được rằng chỉ có cái ăn kiêng và cái thể thao thôi. Đây, một ngày uống cho đủ nước một ngày phải 2 lít. Người trưởng thành á, người 18 tuổi trở lên, ngày uống đủ 2 lít nước, và hạn chế dầu mỡ, thịt đỏ, đấy, những cái thứ kích thích có hại cho tim mạch, cho máu huyết, cho đường. Thì cứ ăn kiêng và vận động đúng mức nha, phải thêm cho đúng mức chứ còn quơ thì không kể nha. Thì nếu mà mình có thực tập thì mình mới hiểu. Thì ra mình hiểu được hai chuyện. Thứ nhất là có một khác biệt rất lớn giữa người có người khỏe mạnh và người bệnh tật. Thứ hai là cái con đường mà đi đến cái sự khỏe mạnh đó nó rất là đơn giản, nó không có ghê gớm như mình nghĩ. Do đó giờ mình cứ tưởng tượng là muốn khỏe là cái đè cho bệnh viện cắt mổ tùng xẻo lăn trì thì nó mới khỏe. Trước khi mà nó đổ nợ đó là mình làm trước, ăn kiêng là thể thao thì nó không có cần tới bệnh viện can thiệp nha. Đấy, như vậy thì ở đây là 5 cái lý do mà khiến cho cái diệu pháp biến mất ở đời là như vậy đó. Rồi cái tiếp theo là cái ngày nói rằng nếu mà làm ngược lại, nghe pháp một cách cẩn trọng, đấy, ghi nhớ cách cẩn trọng, thọ trì cách cẩn trọng, đấy, rồi suy tư suy xét giáo lý một cách cẩn trọng và thực hành một cách cẩn trọng, thì khoan cái này nó có cái chữ thực hành pháp và tùy pháp, ở đây nhiều người không có hiểu, không? Thì cái chữ này phải giải thích nha. Dhammanu dhammapatipatti hoặc là Dhammanu dhammapatipanno có nghĩa là tu tập đúng theo tam học để thành tựu. Thành tựu cái gì ta? Để thành tựu cái pháp giải thoát. Thì cái Dhamma ở đây nó có nghĩa là đạo quả niết bàn, còn Anudhamma đây là tam học, có nghĩa là tu đúng cái tâm học mà nhắm tới bốn đạo bốn quả và niết bàn. Phải hiểu cái đó nha. Như vậy bởi vì có nhiều khi mình cũng tu đúng đó, nhưng mà
mà nó chưa có tới mức đúng đường rồi đó, nhưng mà cái kiểu đi mình nó chưa tới mức của là này là tu mà nhắm đến, tu mà nhắm tức là tu tam học mà với cái ý nghĩa là nhắm đến, nhắm đến cái cứu cánh giải thoát, thì cái đó mới gọi là tâm mà thâm ở bên Bạch Tí. Bởi vì một người ngoại đạo không biết Phật pháp họ vẫn có thể chứng định, họ vẫn có thể giữ giới, họ vẫn có giới, vẫn có định nha, có nhưng mà vì họ không biết Phật pháp, bởi vì họ không có cái lý tưởng giải thoát sanh tử, cho nên họ chỉ thành tự giới và định thôi. Như vậy thì chưa được gọi là anuttham á, mà anuttham á đây phải là giới định, cái giới mà nó có thể làm nền tảng cho định á, và định mà nó có thể làm nền tảng cho tuệ đó, thì và cái tuệ là cái trí mà ghi nhận danh sắc theo cái pháp môn niệm xứ đó, thì cái đó mới gọi là tuệ. Thì như vậy tổng cộng là ba cái này, cái là giới định tuệ thì được gọi là anuttham á. Thực hành đúng cái pháp và tùy pháp, đây là dịch. Nếu mà căn cứ bản tiếng Việt thì nghe không hiểu, nhưng mà nếu mà căn cứ bản Pali có nghĩa là sau khi hạ ghi nhớ hiểu được rồi thì hành trì đúng theo tâm học nhắm đến cứu cánh giải thoát, thì cái đó có giáo pháp nên lâu bền. Còn nếu mà có ghi nhớ có hiểu đúng nhưng mà không có đưa vào hành trì thì lúc đó giáo pháp cũng không có nhờ vậy mà được trường tồn ở đời. Rồi cái kinh Mạt Pháp 2 có một cái chuyện rất là quan trọng, đó là nó có một số cái thuật ngữ mà không giải thích bà con cứ hiểu, thấy không? Ở đây này các tỷ kheo không học thuộc lòng khế kinh, ứng tụng ký thuyết phúng tụng cảm ứng ngữ như thị thuyết. Cái câu này đó là nguyên văn trong kinh, còn bây giờ mình nói, nguyên cái đoạn này mình nói bằng ngôn ngữ của mình bây giờ nha. Ngày nói đây là những cái lý do mà khiến cho chánh pháp bị biến mất ở đời. Cái lý do thứ nhất là gì? Là tỷ kheo không có chịu ghi nhớ kinh điển. Rồi xong, gom gọn nguyên một cái gan tay này mình gom gọn một chữ thôi. Tỷ kheo không thuộc lòng kinh điển. Mà tại sao mà ở đây là chia ra thành tới 9 phần làm sao? Là bởi như thế này. Từ sau cái kỳ kiết tập tam tạng đó, lần thứ nhất, thì các ngài mới sắp xếp nhẹ bao nhiêu là Phật vô thành là các cái bộ, các cái tạng, ví dụ trung bộ, trường bộ, tăng chi, là kinh tạng, lực tạng, tỳ đàm tạng, đó là sao khi cái tập. Còn trước đó đó thời Đức Phật thì coi như là các vị cũng nhớ bên Nam truyền không hề chấp nhận cái chuyện là ngũ thời thuyết giáo, cái quan điểm của Trí Khải đại sư không có nha. Bên kia ngũ của thời thuyết giáo là nói thời kỳ đầu Phật giảng kinh gì rồi, thời kỳ sau Phật giảng kinh gì, lỡ thấy giảng cao quá rồi giảng thành pháp đại thừa mà cái đáp thấp nó nghe nổi mới rèn sửa lại nói cái pháp tiểu thừa cho cái đáp hạ căn nó hiểu. Đức Phật không có cái vậy, không có cái vụ mà đi quá đà là thấy mình sai lầm bèn rút kinh nghiệm sâu sắc, là Đức Phật không có cái vụ đó. Đức Phật không có cái vụ mà rút kinh nghiệm sâu sắc nha. Từ cái buổi sáng ngày rằm tháng 4 năm mà ngày năm 35 tuổi thì ngài không còn cần rút kinh nghiệm, bởi vì lúc đó ngài đã làm vị Phật. Những gì ngài chứng đạt trong cái buổi rạng sáng hôm đó cho đến lúc mà Thế Tôn viên tịch ở dưới gốc cây sa la không hề sai khác 1 mg 1 cm nào khác, y chang như vậy, bởi vì ngài là bậc nhất thiết trí. Nhớ nha, Đức Việt chánh đẳng giả không có vụ mà rút kinh nghiệm, không có. Rút kinh nghiệm là không có. Thì ở đây không có cái vụ mà ngày thấy mình hơi lố rồi ngày quay trở lại là có. Và tất cả các kinh điển á, là như thế này, là gồm những cái pháp thoại mà ngài và các đệ tử tùy theo cái căn cơ người đối diện mà thuyết giảng. Nhớ nha, tùy theo cái căn cơ người đối diện mà thuyết giảng, chứ không có cái vụ mà mấy chục năm trong đời Hoằng Pháp mới chia ra thời gian đầu là giảng cái gì đâu không có. Mà mỗi ngày buổi sáng là đối tượng khác, buổi trưa là đối tượng khác, buổi sáng có thể giảng thầm thâm vi diệu cực kỳ trù tượng không? Sâu sắc chi ly, nhưng mà buổi trưa là gặp một cái đối tượng khác ù lì không, cục mịch trơn chất không, thất học, thì lúc đó mình lại giảng khác. Rồi buổi chiều á thì lại gặp cả hai luôn, giỏi có, dở có, nhanh có, chậm có, sâu có, cạn có. Thì buổi chiều mình lại trộn lại mình giảng khác. Đây, còn buổi sáng đó là một đối tượng cực kỳ thông tuệ, uyên bác, mình giảng khác. Buổi trưa một cái anh ít học,
ít chữ thì mình giảng khác, ví dụ như vậy. Cho nên không có cái vụ mà chia ra giống như mấy cái chương trình mà trong trường lớp là không có, hay là tùy đối tượng nha. Và cứ như vậy đó mà suốt 45 năm hoàng đạo của Thế Tôn đấy, 45 năm thì có vô số pháp thoại như vậy, vô số pháp thoại như mình thấy đó. Riêng cái trường bộ đó đấy, là 34 kinh, trung bộ ấy là 152 kinh, tương ưng là 7.700 kinh, tăng chi là 9.500 kinh. Còn riêng về cái tiểu bộ nó nhiều đến mức mà chỉ kể thành 15 phần, mà trong đó cái phần mà phần Uddana, cái phần Uddana là cái phần mà Phật tự nói một mình á, không cần ai nghe, là 82 kinh. Còn cái phần mà ý kiến của Tất mà do nàng Kuchitara mà nàng kể lại là 112 kinh. Đấy, như vậy nhớ cái đó thì là rải rác tùm lum hết, thì nhiên là 32 bài trường bộ, thì cái thời điểm mà thuyết giảng cách nhau ngàn trùng biển xứ, ngàn trùng. Đấy, như trong đó có kinh thì được giảng vào lúc Thế Tôn là sắp đi bàn, là có những bài kinh được giảng lúc ngài còn rất là trẻ. Đấy, trung bộ cũng vậy, tăng di tăng ngưng đều như vậy hết. Đấy, rồi khi kết tập đó, các ngài mới sắp xếp Phật pháp lại thành ra là tạng, đại kinh, tạng luật, tạng luận, rồi chia theo bộ trung bộ trường bộ tăng di tinh ngân. Chỉ còn thời Đức Thế Tôn đó, thì tất cả Phật pháp bản thân ngài đó, như có bị thấy chánh kinh phần phần của ngài nói, thì ngài ngài không có chia theo tạng, mà ngài cũng không có chia theo bộ trung bộ trường bộ, ngài không có chia, mà ngài gom tất cả lời dạy của ngài thành vô vô chính cái category, chính 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 cái thể loại. Cái thứ nhất là khế kinh, tiếng Pali gọi là xuất tác. Ở đây có ai có cây bút làm ơn ghi ghi nha, chứ không thôi quên rồi, nhớ mà chớ mà nhé, đủ thừa nó tôi nói. Thứ nhất là cái khế kinh xuất tác, là bao gồm toàn bộ tạng luật, nhớ nha, bao gồm toàn bộ tạng luật. Và tất cả những cái bài kinh nào mà gọi là kinh trường hàng thuần túy là văn xuôi, không có xen kệ ngôn văn vần vào trong đó, thì cái đó được gọi là xuất tác. Thứ hai gọi là gây giá. Gây giá đây là sao? Gây giá đây có nghĩa là ở trong bản này dịch tên là ứng tụng, thì tôi không đồng ý, nhưng mà tôi kệ nó, bây giờ mình cứ theo cái bản này đi ha. Gây giá là gì? Là những bài kinh văn trường hàng văn xuôi nhưng mà có xen xen, thỉnh thoảng có xen kệ vào trong đó. Tức là sau khi nói như vậy xong, Đức Thế Tôn đã nói lên cái câu kệ này. Ví dụ như vậy, thì những bài kinh mà vừa có phần văn xuôi văn vần thì được gọi là ghi giá. Cái thứ ba gọi là quay và karana, đấy có nghĩa là gồm toàn bộ cái tạng A Tỳ Đàm nha, toàn bộ A Tỳ Đàm nó nằm ở trong cái phần quay và karana. Rồi tới gatha. Gatha đây là gồm những cái phần giáo lý, những cái bài thuyết giảng mà chỉ gồm là kệ ngôn thôi. Để hạn như là trưởng lão tăng, trưởng lão ni, ngạ ngạ quỷ sự, thiên cung sự, thì cái đó gọi là gatha. Rồi cái udana là những là nãy tôi nói đó, là gồm 82 cái bài kinh mà do ngài nói có một mình ngài thôi, ngài nói có mình ngài, thì tự nhiên ngài ngài nhìn thấy cái cảnh gì hay hay, cái tự nhiên ngài bật ra ngài nói. Chỉ có một lần đó, ngài ngồi ngài trước mặt chư tăng đông, như là ngài ngồi ngài thấy ngài thì ngài sẽ là Phật, ngài Anh Nan, có lúc này ngài thấy ngài Maha Cấp Pina đang ngồi thiền, thì có chư Phạm Thiên đảnh lễ, thì ngài vừa nhìn thấy cảnh đó thì ngài đọc lên một bài kệ, một bài kệ, hiểu không? Một bài kệ, thì cái đó nó được gọi là ú đà đấy, tức là gọi là cảm hứng ngữ đó. Rồi còn cái tiếp theo là cái ý kiến của tất cả là cái như thị thuyết, là sao? Có nghĩa là 99,9% kinh điển, không? Là do ngài, phần lực cái thì do ngũ Pali ngài trùng tuyên, còn riêng ngài Anan thì ngài thuộc lòng cả ba tạng. Nhưng mà có điều khi mà kết tập ngài chỉ lãnh cái trách nhiệm cái phần tạng kinh là tại A Di Đàm thôi. Nhưng mà riêng ý tiếng Quốc Tất Cá này là sao, là 112 cái bài kinh đấy, 112 bài kinh mà do một cái vị cư sĩ nữ, một vị tín nữ tên là Khuchitara, nàng bị gù lưng, nàng xuất thân là một cô đầy tớ, không, đầy tớ của một bà hoàng hậu, là A Hoàng, đúng A Hoàng thì nó sang hơn, là A Hoàng của một bà hoàng hậu, không,
rồi sau khi mà nàng bà hoàng hậu bà chứng đạo rồi, các bạn phóng tự cho nàng trở thành người là trả tự do cho nàng, sau đó nàng sinh sống như người bình thường, không còn thân nô lệ nữa. Và nàng là một vị là cư sĩ đệ nhất về đa văn, giống như ngài Nang mà bên bên chữ tăng vậy đó, còn nàng là bên cư sĩ. Ngài Nang thì quá trời nhiều, còn nàng thì chỉ nhớ hơn 112 bài này thôi. Mà đương nhiên là ngài Nang là vị Tu Đà Quân thì nàng còn biết nhiều nữa, nhưng mà cái phần mà nàng, cái phần mà ngài Nang nghe lại từ nàng thì chỉ có 112 thôi nha, nhớ nha. Cái phần ngài Nang nghe lại từ của chúng ta ra thì chỉ có 112 thôi. Rồi thì là cái bài cái những gì mà ngài Nang mà ngài trùng thuật lại bắt đầu cái này: y văn mê xuất tăng. Tôi đã nghe như vậy nè, y căn sa mê văn và cơ và chỉ ta vân thì vi a, tôi đã nghe như vậy một tệ thế tôi ngữ tại ở đâu 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 đó. Còn riêng về này của chúng ta ra đó thì bắt đầu không phải em hay mê xuất tăng mà là quốc tâm hi tăng bát cơ vật tạ. Đức Thế Tôn điều này đã được Đức Thế Tôn thuyết giảng, điều này nó được Thế Tôn có giải như sau, và bà mới kể lại bắt đầu từ Bích Tăng hay Tăng Phật Bạch. Rồi tiếp theo là Cha Tất Cá gồm 550 câu chuyện bổn sinh ấy, 550 câu chuyện bổn sinh thì là kể chuyện xưa, đây là toàn là chuyện xưa không à, bà con trong vô trong online thấy không. Rồi abhu tất hâm ăn có nghĩa là kể toàn là chuyện lạ, ví dụ như những cái chuyện lạ mà về chư Phật, về Bồ Tát, nhưng mà lạ đây không phải là cái chuyện huyền hoặc, không phải nha. Chuyện lạ đây là những cái chuyện mà ví dụ như cái điều đặc biệt mà xảy ra khi một vị Bồ Tát ra đời xuất gia thành Phật, rồi sau đó có chuyện gì đặc biệt là những cái chuyện mà không có Phật ra đời thì mình không có cơ hội nhìn thấy, không thì cái đó gọi là abhu tất hâm mát. Rồi cuối cùng là về Đà Lạt, ở bên Bắc Truyền thì cũng có, bên Bắc Truyền thì cũng có cái về Đà Lạt kinh Phương Quảng, mà cái Phương Quảng bên Bắc Truyền khác bên đây, mà bên 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 Bắc Truyền ấy, ở bên Nam Truyền ấy, thì giáo pháp ở buổi đầu chia được làm chia thành 9 phần, xuất tăng gây dân vi các năng u đa năng cha đại căn ngập phu là tâm ăn vi Đà Lạt tất cả 9 phần ha. Nhưng mà bên Bắc Truyền ấy, bên tạng Sanskrit ấy, thì nó tới 12, nó tới 12 phần. Đấy. Có nghĩa là chính cái này mà cộng thêm Niết Đà nữa, cộng thêm Avada nữa, cộng thêm Út và Đề Sát, có nghĩa là chính mà cộng với ba cái này nó là 12. Sẵn này nói luôn chứ không thôi mà chớ bà nhát mà mốt mở kinh có nhiều cái đầu nó bư lắm, nó nhìn nó biết Nam Bắc vậy đó, nó thấy ủa sao bên đây kể chính kia kể 12 làm sao. Đấy. Thì bên Nam Truyền thì kể có chính thôi, còn mình kia kể thêm ba cái đó, đó. Niết Đà nó, Avada nó, rồi thêm là Upadi. Rồi thì gom gọn mấy cái phần này lại thì được gọi là kinh điển. Và chúng ta cũng biết rồi, tất cả những cái này đó là rời rạc rồi ngày đang ngày nghe bao nhiêu ngày cứ ghi nhận hết tới cái kỳ cái tập đó, ngày mới trùng thuật lại đấy. Và chư tăng có sắp xếp cái phần này nè, mấy cái bài kinh, mấy cái pháp thoại này nè, mình gom lại được 32 bài dài thọ, đặt đặt tên là Trường Bộ. Còn 152 bài này ngắn hơn tí thì mình đặt tên là Trung Bộ. Còn những cái bài pháp ngắn 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 mà có cái đề mục, có cái category giống giống nó cùng chung một cái category thì nó bị nó xếp vô gọi là Tương Ưng Bộ, gồm có 7.700 bài. Rồi tới cái những cái bài pháp mà trong đó có nhắc mấy con số như là có 7 pháp hiền trí, rồi 8 pháp mạt chánh đạo, 9 pháp hữu tình cư, 10 pháp quán bất tịnh, ví dụ vậy. Thì mấy bài pháp thoại mà có con số số đó, thì gom chung là tăng tăng chi gồm có 9.900 bài. Ok. Thì khi mình kết tập rồi nghe nó bị kết tập đầu tiên ý, thì kết tập xong rồi thì các vị mới phân chia nhau. Ở trong 500 vị La Hán mà có mặt trong cái đạo Thành Động cái tập kỳ 1 nha, phải nói rõ là kỳ 1 nha, first time kỳ 1 rồi. Thì là các vị thống nhất với nhau đó là trong đó có những vị đệ tử ngày ngày Xá Lợi Phất, đệ tử ngày A Nan, đệ tử ngày Ca Diếp, đệ tử của vị này vị kia, thì mới chia nhau chịu trách nhiệm mỗi vị một phần. Thì kết tập xong cái Trường Bộ đó thì chư tăng mới thống nhất với nhau là cái phần Trường Bộ này nè, thì giao cho đệ tử của ngài Ngạ Nan
Này, nhớ nha, giao cho cái tiếng Pali gọi là Nisi, Nisitaka. Nisitaka đây mình hiểu là đệ tử, học trò. Mà nghĩa đen nghĩa là người nương tựa đó, Nisitaka. Tức là trường bộ thì giao cho các đệ tử của ngài Anan. Học chánh tạng mà phải gồm luôn chú giải luôn nha, chứ không phải là học như két rồi không biết trong đó nói cái gì không được, học chú giải, học chánh tạng mà kèm trong cái commentary luôn. Rồi xong rồi cái tập hết cái trung bộ thì giao cho đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, nhớ nha. Nhóm đệ tử ngài, mặc dù lúc đó ngài mất rồi, ngài mất 8 kiếp rồi, nhưng mà lúc đó đệ tử ngài còn đông như quân nguyên, cho nên là giao cái phần đó cho nhóm đệ tử ngài Xá Lợi Phất trung bộ, giao cho nhóm đệ tử của ngài Mahakaspa Kajip là cái phần gọi là phần tương ưng nha, phần tương ưng. Còn tăng chi á, thì giao cho cái nhóm đệ tử của ngài Anuruddha là đệ nhất thiên nhãn nha, để mình nhớ lại đó, có nghĩa là nhóm đệ tử của ngài Xá Lợi Phất thì chịu trách nhiệm về trung bộ, nhóm đệ tử ngài Anan là trường bộ, nhóm đệ tử của ngài Mahakaspa đó là chịu trách nhiệm về về tương ưng, và nhóm đệ tử của ngài Anuruddha thì đệ nhất thiên nhãn đó chịu trách nhiệm về về tăng chi. Nhớ cái đó. Rồi chia nha như vậy. Còn riêng là cái lực tạng thì bất cứ vị nào cũng phải chịu trách nhiệm, mà nhưng mà dĩ nhiên có vị có khả năng học học hết, có vị học được một phần à, nhớ nha. Nhưng mà là ngay mà ngay cái lúc đó thì cái nội dung giáo pháp đó là được chia ra bốn 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 cái nikaya đó, chứ còn không còn cái ngoài những gì mà nằm ngoài bốn nikaya vừa kể thì được gom hết vào cái phần thứ năm gọi là Khuttakanikaya, tức là tiểu bộ kinh à, nhớ nha. Nhưng mà theo ở trong đây gọi là truyền thừa, lịch sử truyền thừa đó thì chỉ có bốn bộ đó là được giao hẳn cho ai có tên có tuổi đàng hoàng, còn cái phần kia chỉ gãy chung chung thôi à, gãy chung chung. Cái luật tạng và A Di Đàm á thì không có nói rõ cụ thể. Nhưng mà riêng về cái tạng kinh đó thì có bốn nikaya đó là có chỗ gửi gắm đàng hoàng đó, nhớ nha. Rồi thì một cái người mà muốn cái giáo pháp bền lâu á thì cái chuyện đầu tiên là bản thân phải giỏi kinh điển này, giỏi kinh điển để mình truyền cho đời sau, và đời sau nó cứ truyền nữa, truyền lửa là giữ hoài cho ngọn lửa nó không bị tắt, không gọi là bị tắt. Nó lửa nó tắt. Như vậy là mình được nhắc lại nha. Tức là bản thân Đức Thế Tôn khi mà ngài còn tại thế, nói đến giáo pháp là ngài không nói đến Ba Tạng, mà ngài lại kể chính phần này à, chính phần này gọi là là có cái tên gọi là Sách Thú Sasana. Sách Thú là ông thầy mà cũng nghĩa là Đức Phật. Sasana là lời dạy, chính cái phần này gọi là Sách Thú Sasana, nghĩa là lời Phật. Không, lời Phật thời đó mới kêu tạng, mà kêu là lời Phật gồm cái chính phần à. Rồi thì như vậy đó, cái điều kiện mà giúp cho giáo pháp tồn tại thì chuyện đầu tiên là phải gì ta, phải nắm kinh điển. Rồi tiếp theo nữa là gì ta, à, nắm kinh điển. Rồi tiếp theo là vì nếu mà một cái người mà xuất gia mà không có chuyên tâm kinh điển thì đây là đang góp phần à, làm cho cái giáo pháp sớm bị mai một. Thứ hai, đã biết rồi mà lại không chịu thuyết giảng và không thể thuyết giảng, không chịu thuyết giảng và không thể thuyết giảng thì đây chính là cái điều thứ hai mà khiến nghe giáo pháp bị mất. Đấy, không biết thuyết giảng hoặc là không chịu thuyết giảng, miễn là không thuyết giảng, miễn là không thuyết giảng thì một là mình dốt, mình là cũng là cách là phá đạo. Thứ hai, biết mà không chịu nói ra cũng là một cách góp phần cho cái phá đạo. Đấy. Cái thứ ba này mới mệt nè. Cái thứ hai là bản thân à, cái này cái bản in tiếng Việt ở đây bị thiếu nha, thiếu nha à, thiếu nha, thiếu mà sai nha à, cái số hai là biết mà không thuyết giảng mà không chịu thuyết giảng, còn cái số ba là gì, bản thân mình không thuyết giảng mà cũng không có khích lệ, không tác động, không mời gọi người khác, không tạo điều kiện cho người khác thuyết giảng. Cái số 3 đó, cái số 3 à, biết ai ghi này đúng rồi nè. Thứ một đó là nắm kinh điển à, rồi bộ cái điều mà thứ nhất nắm kinh điển,
Rồi cái thứ hai nó là biết thuyết pháp, thuyết giảng cái điều mình biết. Rồi cái thứ ba nữa đó là mình tạo điều kiện cho người khác, mình khích lệ, mình mời gọi người khác, thì đó cũng là một cách để duy trì chánh pháp. Còn đằng này mình không giảng mà mình cũng không có tạo điều kiện, không có mời gọi, và trường hợp đó có, ví dụ như trong một cái nhóm chư tăng đang ngồi mà cái vị lớn nhất không có thuyết pháp là vị nó mắc vào cái lỗi thứ hai. Phật tử đang trung nó đang quỳ lắng nghe chư tăng ra này ho hen để họ ghi nhận người về học tập, mà đằng này mấy vị lớn nhất liệm ra không giảng. Mà nếu tự mình biết mình mệt hay là mình vì lý do nào đó mình mới giảng thì mình nên để cho cái vị khác giảng. Đằng này mình không kêu ai hết, cứ quất cho thời tụng ea gì đó xong vậy là bắt đầu là đứng dậy đi về, thì cái đó là không được. Trong đây nói rất rõ cái đó, trong chú giải nói rất rõ cái đó nha. Mình không thuyết thì làm ơn ngó trong cái đám mà ngồi kế bên mình ai làm được chuyện đó thì nên khích lệ tác động mời gọi người ta. Còn đằng này mình không có thuyết giảng mà mình cũng không có tạo điều kiện người khác thuyết giảng. Rồi rồi cái thứ thứ tư là không có thường xuyên trùng tụng sách hài á. Sách hài đó là trùng tụng, có nghĩa là học xong rồi để đó luôn. Các vị có dịp mà gặp mấy vị tâm tạng đó, các vị sẽ thấy cái đó. Mà khỏi cần tâm tạng, mấy em xuyên Miến Điện mà hơi khá đó mình lại gần mình thấy suốt ngày cứ có lần chúng tôi về dân công ở gần một vị sư bạn mà cũng là một trong mấy vị mà đỡ đầu Tà La Ma. Vị này sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mình, chỉ mình chỗ tắm rửa xong xuôi ha. Xong xuôi rồi cái mình thấy vị này ra làm gì lắc nhắc bên ngoài, nó tới tối. Lúc mình sắp ngủ mình đi ra ngoài đi đánh răng, xong mình nhìn thấy vị này đi tới luôn mà sân mà cứ đọc rồi đọc suốt như vậy. Rồi sáng cũng vậy, sáng cũng vậy là nghe cái rồi mà người ta tập trung chứ không phải như mình. Mình bên Việt Phật giáo Việt Nam mình nó là chủ trương đó là kinh điển thì không quan trọng, kinh tụng mới quan trọng. Cứ sáng quốc chầu, chiều cũng chầu, hai chầu công phu coi như là trả nợ quý thần. Nhưng mà không, cái đó không có bằng cái ôn tập tụng đọc thường xuyên những bài kinh quan trọng, những giáo lý quan trọng, và thường không cần phải lên chánh điện ngồi gõ cốc cốc để nghe không. Cái quan trọng là ôn tập ở mỗi vị. Cái ai từng sống Miến Điện thì biết Miến Điện họ không coi nặng cái chuyện mà công phu ngày hai buổi như mình, mà họ coi nặng cái chuyện ôn tập cá nhân, ôn tập đó. Tức là ví dụ như vị này sở trường về Adi-đàm bộ Bát Thà Na, mình bên đó họ mê Bát Thà Na lắm, đọc suốt. Rồi ở bên Mỹ có vẻ bên Houston, tôi ở chung một cái tỉnh thất của một vị nữa, một vị người Miến Điện, mà vị này còn ghê hơn nữa. Vị này là giấc khuya đó, mà khuya mình dậy mình đi toilet đó, là mình thấy 2 giờ sáng là ngồi một mình đó, trước bàn Phật đọc, mở cái bộ Bát Thà Na, bộ Adi-đàm nó ra đọc suốt vậy đó. Phải thường xuyên đọc tụng, nhưng mà nó quên, và tôi còn biết một chuyện nữa là sư phụ tôi là ngày Hữu Giác, ngày xưa ngày ở bên Tích Lan 4 năm, ngày nó mới về trưởng lão Tích Lan buổi trưa đó, có rất là nhiều, nhất là đặc biệt những vị giỏi đó, họ không có nghỉ trưa bằng cách họ nằm thẳng băng ở trên giường để ngủ sâu không, họ ngồi trên cái ghế bố nghiêng nghiêng vậy đó, mắt đêm diêm cầm cái quạt rủi rùi cho nó mát mát rồi đó, mà cứ nghĩ dứt mình như vậy là đọc liền, giống như là thói quen vậy đó, thể nằm trên thiết vậy đó, mà cứ dứt mình cái là mắt mở ra là đọc liền, đọc tiếp cái đoạn hồi nãy mà trước khi mình thiếp á, đọc tiếp dễ sợ như vậy, có nghĩa là sống chìm sâu trong Phật pháp, thì cái trường hợp đó gọi là sách trà nhé, sách trà thường xuyên cũng đọc phải không? Rồi. Rồi cái tiếp theo đó là không có suy tư, không quán xét những cái điều mà mình đã học thuộc lòng, cứ là học như két vậy thôi. Và tôi sẵn tôi nói ra trong lớp nghe luôn là 99,9% người Việt của mình bị cái bệnh này, là cái gì mà mình đã nghe rồi thì có nghĩa là mình tự cho mình biết rồi, mà đã biết rồi thì không cần nghe nữa. Mà trong khi mình quên một chuyện rất là quan trọng, cũng cái chuyện đó mà ở mỗi thời điểm mình có cái hiểu sâu rộng khác nhau. Ở mỗi lần mình nghe lại đó, mỗi lần mình nghe đó, bởi trong kinh mới nói là
cái lợi ích của nghe pháp là gì, trong đó có cái là soi rọi cái điều mà mình đã biết, mà đặc biệt có là đích tha chu ta na, có nghĩa là học thêm cái điều chưa biết và soi sáng. Đích tha chu ta chu ta na cái là soi sáng cái điều đã biết. Cũng cái chuyện đó mà mình cứ 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 đọc tụng rồi suy gẫm, đọc tụng suy gẫm là mỗi lần mình nhận ra nhiều cái đặc biệt trong đó, chứ nó không phải đơn giản như mình là biết một lần, mình biết 2 2 là 4 rồi, bây giờ có 30 năm nữa thì cũng 2 2 là 4 nó còn pháp phải vậy. Mà cũng cái chuyện đó mà mình liên kết là mấy cái biết thì càng lúc nó càng mở ra, tức là cũng vấn đề đó mà nhiều năm sau, nhiều tuổi đời thì cộng với kiến thức, tuổi đời thì cộng với kiến thức cộng với khả năng tư duy của mình, thì cũng cái vấn đề đó là mình hiểu khác, sâu hơn, rộng hơn, chi tiết hơn. Mà đằng này là mình lại không có làm gì đó, không có suy tư, không quan sát, cứ học như ghét, nghĩ là cái đó có gì đâu mà phải suy tư. Đấy. Thì nếu mà một cái vị tăng nói riêng và hàng tứ chúng nói chung, mà đối với giáo pháp mà mắc vào những cái lỗi này nè, một là không có học kỹ kinh điển, hai là không có bản thân không có thích thuyết giảng, ba là không có tạo điều kiện người khác thuyết giảng, thứ tư là không có thường xuyên tụng đọc, và thứ năm là không có suy tư cặn kẽ thấu đáo tới nơi tới chốn. Thì đây là 5 điều kiện làm cho chánh pháp bị mất ở đây, và ngược lại thì chính là điều kiện giúp cho chánh pháp tồn tại ở đời, nhớ không? Rồi rồi vì như vậy thì mình giảng cái bài 1 rồi, cả như giảng xong bài 2, bây giờ giảng qua cái bài 3. Cái bài kinh Bạc Pháp 3 này ở một chỗ khác, ở một thời điểm khác nha, không phải ngạo mà là ngài giảng liền đủ tỳ đâu, ở một thời điểm khác, ở những đối tượng khác thì ngài lại có một cách nói khác. Ngài Đức Phật ở ngài dạy này, đây là những cái lý do mà khiến cho cái giáo pháp sớm bị biến mất ở đời. Cái đầu tiên ý là các tỷ kheo học thuộc kinh điển với những cái văn bản mà coi như là sai lạc, câu chữ sai lầm. Trong đây nói này, đúc cái hy tăng xuất tăng tăng priya punan thì đúc đôn nê kê tê parap yên nê hi, đúc cái hy tăng có nghĩa là sắp xếp một cách sai lạc, thọ trì một cách sai lạc kinh điển, có nghĩa là cái bài kinh nó có cả là 4 cái câu, bài kệ nó 4 câu mà mình 4 câu mà mình cái câu thứ tư thì mình đem lên thứ ba nhồi những thứ tư đó, ví dụ như vậy. Hoặc là cái chữ là chữ A mà mình đọc thành chữ E, kiểu đó là chết rồi. Như tôi có lần đó tôi nhớ tôi xưa tôi ở Trà Vinh ấy, có mấy bức tranh vẽ đẹp lắm, trên Phật tượng, rồi có kinh lá bối lá buông nhìn đã lắm. Thì lúc đó trong chùa có một vị giáo thọ giỏi lắm, vị đó viết cả tiếng Việt tiếng Khmer, vị đó giỏi lắm. Thì lúc đó vị đó thấy tôi đứng, tôi nhìn vô trong cái tủ kinh lá buông á, lá bối tôi nhìn chăm chăm như vậy nè. Cái vị đó nói rằng thờ là thờ vậy thôi, thờ là thờ vậy thôi, chứ nếu mà đem ra để mà nghiên cứu đó, học hỏi đó, thì bắt buộc phải là ông thầy giỏi. Cái này tôi nói bằng cái tiếng Việt của tôi, chứ còn vị đó không nói tiếng Việt như vậy. Tức là thờ như vậy đó, linh lắm, quý lắm, thờ có phước lắm, nhưng mà nếu mà đem ra dạy đó thì cái sắp lá này nè là phải do người giỏi họ kiểm chứng lại, là bởi vì là cái người viết ngày xưa có người họ viết họ giỏi, có nguyên một nhóm người, với một nhóm người viết thì có người giỏi có người dở có, rồi có người cẩn thận, có người cẩu thả có này, cho nên có nhiều khi họ thấy cái chữ gì mà nó giống họ viết luôn. Thì tôi còn nhớ cái chữ vị đó nói, ví dụ như ở trong tiếng Khmer đó, cái Prabhut tức là Đức Phật, mà họ có một cái từ nữa đó là từ Paramaguru, có nghĩa là bậc tối thượng sư, bậc thầy cao nhất, Paramaguru. Paramaguru, nhưng mà họ đọc nhanh hay là mà lâu đọc là Paramaguru, nhưng mà theo cái tự dạng của chữ Khmer đó, cái chữ Kru đó, nó gần giống như chữ Trâu vậy đó. Trâu trong tiếng Anh là must là phải đó. Must là phải, Trâu. Thì họ viết cái chữ Paramaguru, cái này cho chị là vị nó nói sự tưởng tượng Paramaguru mà nó viết thành Paramatrau, mà mình nhìn cái tự dạng y chang vậy đó.
Cho nên nếu mà mình thọ trì, mình học kinh ở chỗ đó là Paramatru, lữ Phật, mà Paramatru đó là bà cố, tôi nghĩa là cái gì mà cứ đời này qua đời kia cứ đọc đi đọc lại đọc hoài như vậy. Ví dụ như có những cái vị bản ca dao, mình có nhiều vị bản đó. Ví dụ như là đói lòng ăn nửa trái sim, uống lưng bát nước đi tìm người thương, rồi uống đói lòng ăn nửa trái sung, uống lưng bát nước đi lùng người yêu. Hoặc ví dụ như là hỡi cô tắt nước múc nước bên đàn, sao cô múc múc ánh trăng vàng đổ đi. Hoặc là hỡi cô quét rác trên lầu, sao cô hốt rác đổ đầu tụi tôi. Thì theo năm tháng nó có khi do người ta chế có, và có khi do người ta dốt người ta sửa cũng có. Và bây giờ cuối cùng mình cũng không biết cái nào là thơ, không biết cái nào là ca dao, là một chuyện. Chuyện thứ hai, không biết cái nào là dị bản, cái nào là bản gốc, mình không có biết. Vậy từ cái hỡi cô quét rác, hỡi cô múc nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi, nó hay thơ quá. Bây giờ hỡi cô quét rác trên lầu, sao cô hốt rác đổ đầu tôi. Nó cũng vần, nghe nó cũng hơi xui đó, nhưng mà không xài được. Đây, cho nên cái chuyện đầu tiên là học tụng lòng kinh điển là phải chính xác. Hễ thọ trì mà sai câu sai chữ là không được. Đây, thứ hai là bản thân vị tỳ kheo là những người trong đây xài cái chữ gọi là khó dạy, lấp cha. Có nghĩa là khi mình sai nhưng mà khi được thầy bạn nhắc nhở mình cũng sửa, thì đây cũng là một lý do khiến cho chánh pháp bị mất ở đời. Vì sao? Vì miễn mình là còn phàm thì mình có biết bao nhiêu cái sai, mình học sai, mình giảng sai, mình nói sai, mình làm sai, mình nghĩ sai. Không? Mà khi có người chỉnh sửa giúp đỡ mình điều chỉnh lại mà mình không có chấp nhận, không? Thì đây cũng là một cái lý do mà khiến cho cái giáo pháp bị biến mất cả đời. Chứ mình đừng có nghĩ ô nói chuyện ổng cứng đầu ổng ngoan cố đó là những cá nhân. Sai. Không có một cái nào trên đời này mà nó không có nó dây dưa và cái khác. Không có ai có quyền nói tôi là vô can với cuộc đời này. Sai. Mà một những cái nguy hiểm nhất của văn hóa văn minh là gì? Đó là tự mình lì lợm ngoan cố, đóng cửa, đóng khung, không tiếp nhận cái mới, cái hay, cái đúng. Đấy. Biến mình thành một ao tù. Mà nếu cái ao tù này nó chờ ngày nó khô thì cũng đỡ khổ chúng sinh. Mà đằng này trước khi nó khô nó lại tiếp tục nó lan tỏa, nó lây lan, nó truyền nhiễm sang người khác. Đây là lý do vì đâu mà ngài dạy rằng vị tỳ kheo không có thọ trì ghi nhớ kinh điển một cách chính xác cũng là cái họa cho đạo. Mà vị tỳ kheo cứng đầu lì lợm ngoan cố, không chịu mở lòng ra để mà học cái điều hay điều đúng, đó cũng là cái đại họa cho đạo nha. Rồi, rồi tiếp theo là gì ta? Các tỷ kheo không có khích lệ, không có mời gọi, không có tạo điều kiện cho những cái vị giỏi họ thuyết giảng nha. Các bạn Pali nói rõ như vậy này. Yeti bhikkhu bahusuta agata gama dhammantara vinayatara barang va chenti. Barang va chenti có nghĩa là mình thì cứng đầu ngoan cố, đó cũng là một cái quả cho đạo. Cái quả nữa là đối với những cái vị mà mình biết họ giỏi đó, họ có khả năng ấy, thì mình lại không có đủ cái gan để mình tạo điều kiện, mình mời gọi, mình khích lệ cho họ thuyết giảng, mà mình ép luôn. Có nghĩa là bản thân mình có thể là mình không muốn hoặc là mình không thể, đó là chuyện của mình, nhưng mà mình cũng không có tạo điều kiện, không có khích lệ người khác. Chứ lẽ ra đó thì dầu mình có giỏi bằng trời đi nữa đó, thì mình cũng rất nên tạo điều kiện, nên có lời mời gọi khích lệ cho vị khác thuyết giảng. Nhớ cái đó. Và đặc biệt cái bậy nhất ở đây đó là mình là thái giám mà mình muốn người khác là luyện tịch tà, đó là sai nha. Cái đó là có được, nhưng mình dốt mà mình lại bịt luôn cái đường cho người khác luôn, cái đó là nó tội lỗi nghìn trùng. Lúc bây giờ bản thân mình là cái đại họa cho đạo nha. Mình không làm và mình không chịu làm, rồi mình cũng không có tạo điều kiện như người khác làm thuyết pháp. Rồi tiếp theo đó là các vị trưởng lão. Trưởng lão là gì? Là đây là những cái vị cao tăng sống lâu, gọi là đáng gọi là Sanghasatta Sanghapitaro, là bậc cha, bậc thầy của tăng chúng, tiền bối, trưởng bối của tăng chúng. Mà nếu những vị này có một đời sống không có hướng thượng, không có lành mạnh, không có tinh tấn,
thì bản thân mới bị nó trở thành ra một cái tấm gương xấu cho cái đám hậu học, hậu tấn, hậu lai. Thì mình cứ nghĩ rằng đời sống cá nhân thì đâu có mắc mớ gì, đại cục chánh pháp sai sai. Cái đám sao luôn luôn nhìn các vị tiền bối sống sao, không? Ví dụ như có những hình ảnh ở Thái, hình ảnh ở Campuchia mình nhìn rất là khó chịu. Ở lục tỉnh miền Tây cũng nhìn đó, các vị cao niên lạp trưởng mà cứ có cái ghế hình hình cái gối hình bánh ú, hình tam giác, rồi cái mình không nhổ, rồi cứ ăn rồi cứ ngồi dựa vậy nè. Là vô người cúng dường thì cũng nói sơ 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 là ta đi, mình cũng ngồi mình dựa vậy, cứ ngủ gục còn không nữa thì cứ ngồi nói chuyện với mấy người vô thăm, nói chuyện này chuyện kia, mà ngồi suốt mà thay thời gian đó là không ngồi thiền, không giải đạo, không nghiên cứu. Thì cái đám nhỏ đó mà họ đi xuất gia, họ nhìn thấy cái đó phải sao, họ bắt chước, cũng có đến cái tuổi nào đó tự cho mình cái quyền được ngồi yên, gọi là thư nhàn rồi sống thảnh thơi. Thì cái đó là một cái, cho nên bản thân mình cũng tùy lối sống của mình mà mình là phúc hay là họa cho đạo này. Rồi tiếp theo nữa đó, cái cuối cùng đó là gì ta? Rồi cuối cùng đó chính là tăng chúng chia rẽ nhau. Bởi vì cái đặc điểm của tăng chúng là gì ta? Là hòa hợp và thanh tịnh. Samaggi và Visuddha. Visuddha và Samaggi. Tức là hòa hợp và thanh tịnh. Nếu mà được cả hai thì quá tốt. Nếu được cả hai thì quá tốt. Mà tối thiểu thì cũng được hòa hợp. Nếu không cùng thanh tịnh thì ít nhất cũng phải có hòa hợp. Biết cái thanh tịnh thì nó khó à, thanh tịnh nó khó, nhưng mình giả sử như không được cái khó đó thì cũng phải giữ lại cái dễ hơn, đó là phải hòa hợp thì đạo mới mạnh. Còn đằng này đã không thanh tịnh mà lại không hòa hợp thì cái đó là đại họa cho đời, đại họa cho đạo nha. Thì ngài giải rằng đây là cái lý do mà khiến cho cái giáo pháp sớm bị biến mất ở đời. Đức giảng tới đâu thì kinh này giảng buồn ngủ chết luôn nha, phải không nha. Ok, cũng được tiếng ngồi rồi. Hẹn gặp lại bà con từng sau cái mấy cái kênh ba cái vụ mặt pháp tôi giải, họ tôi muốn tôi cũng muốn cho cái đạo nó mạt luôn rồi, mệt quá. Tôi đã dẹp rồi, bây giờ là dẹp hết, không có mấy cái lớp intensive dẹp luôn rồi, mấy cái lớp mà người ta qua bên thầy sĩ này là tôi cũng dẹp luôn, có nói lớp kia rồi lớp cuối cùng. Bây giờ tập chính thức đó, giờ chỉ mới ở núi thôi, bây giờ trọng lên tầng thứ hai cao hơn là lên tu núi, là im lặng như núi luôn. Cái dẹp luôn, mới thông báo tôi là chuyện bây giờ dẹp hết, không dạy internship mà cũng không có tổ chức lớp lớp live bên đây luôn. Đóng cửa cái xem có một ngày nào đó mà sau 9 năm diện bích, mà nếu quả thật sau lưng có quệ khả đó thì tập mới quay lưng ra. Ok, chúc các vị một ngày vui. Dạ. Yeah.